Phản ứng bất thường của Phi Thanh Vân giữa ồn ào sản xuất mỹ phẩm dởm, có thể thấy dù đang hứng chịu nhiều ồn ào trong công việc kinh doanh, nhưng Phi Thanh Vân vẫn rất thoải mái và không hề tỏ ra áp lực lớn. Những ngày qua, Phi Thanh Vân vấp phải lùm xùm về việc sản xuất mỹ phẩm trái quy định. Cụ thể, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân do có hành vi không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật đối với nhà sản xuất mỹ phẩm trong nước và buộc thu hồi, tiêu hủy tất cả các sản phẩm không thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm. Bên cạnh đó, thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu công ty tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo do chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Trước ồn ào này, Phi Thanh Vân giữ thái độ im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào trước truyền thông. Tuy nhiên, mới đây cô lại có phản ứng gây chú ý lên trang cá nhân. Theo đó, nữ hoàng dao kéo vui vẻ đăng tải hình ảnh chụp cùng con trai kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Hãy tập nhớ tên những người mà bạn trân quý. Tất cả những thói quen tốt này rất cần có thời gian để rèn luyện và phát triển. Chúng ta cần nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa sau tên gọi của mỗi con người, và khi nhớ rằng mỗi cái tên dù đơn giản đến đâu cũng chính là điều quan trọng và là niềm vui của người đó. Do vậy, thông tin mà chúng ta đang trao đổi hay những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên đặc biệt khi chúng ta được lồng vào trong đó. Tên của người mà chúng ta đang giao tiếp, cho dù họ là ai, người hầu bạn hay vị tổng giám đốc, cái tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu khi chúng ta gọi đúng nó. Những đức tính tốt được phát triển và rèn luyện từ rất nhiều công sức và lòng quyết tâm", Phi Thanh Vân viết. Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Phi Thanh Vân giữa thời điểm xảy ra ồn ào trong kinh doanh. Ngoài ra, cô còn đăng tải thêm một dòng trạng thái ngay sau đó, kèm theo bức ảnh sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới. Ở dòng trạng thái này, Phi Thanh Vân liệt kê câu hỏi của những người nổi tiếng thế giới và chia sẻ cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 12, 2017, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất công ty sản xuất mỹ phẩm của Phi Thanh Vân, nhưng nhân viên ở đây đã khóa trái cửa không cho vào. Ở bên ngoài, đoàn kiểm tra liên tục nhận được tin nhắn từ một số điện thoại nạc danh với nhiều nội dung khác nhau. Theo ông Bùi Minh Trạng, ngày 13 tháng 12, 2017, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm tại Bình Chánh và Tân Phú, nhưng cơ sở này chưa được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Cũng vì thế mà cơ sở chưa được cấp bất kỳ phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm. Thế nhưng trong hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng, công ty của Phi Thanh Vân lại gửi đến 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có nơi sản xuất tại địa chỉ trên. Cơ quan chức năng cho rằng 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm này không có giá trị pháp lý. Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm của cô tại quận 6 và quận Bình Tân cũng không có dấu hiệu hoạt động. Có thể thấy Phi Thanh Vân vẫn rất bàng quan trước ồn ào xung quanh sự việc. Mỹ Tâm khiến fan phục sát đất vì hành động đẹp trong ngày đầu năm mới. Mỹ Tâm khiến người hâm mộ xúc động khi phát hiện ra nữ ca sĩ đã giúp đỡ một cụ già suốt 2 năm dài. Không chỉ được yêu quý bởi giọng hát nội lực, mà Mỹ Tâm còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ chính sự giản dị tử tế thường xuyên làm từ thiện ở cuộc sống đời thường. Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, trợ lý của Mỹ Tâm đã chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ giúp đỡ một bà cụ ngay ngày đầu năm mới, khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Cô ấy là ai? Bà bị bệnh không có bảo hiểm, chân sưng phù, nhưng cũng phải đi làm. Và mỗi lần như vậy, cô ấy lại luôn xuất hiện, cũng được 2-3 năm nay rồi. Giờ mình mới chụp được tấm này. Ngày đầu năm chưa gì đã thấy ý nghĩa rồi." Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Đa phần người hâm mộ dành lời khen cho họa mi tóc nâu với những hoạt động thiện nguyện âm thầm mà ý nghĩa trong cuộc sống đời thường. Một khán giả để lại bình luận: "Đây chính là thứ giúp Mỹ Tâm. Bên cạnh giọng hát trời phú, có thể đứng vững trong lòng fan hâm mộ suốt gần 2 thập kỷ làm nghề, cô ấy là Tâm. Mỹ Tâm đã giúp đỡ cụ già âm thầm trong 2-3 năm nay, khiến ai nấy đều nể phục." Những lời khen của cư dân mạng dành cho Mỹ Tâm ngay dưới dòng trạng thái: "Mỹ Tâm lúc nào cũng khiến fan ngưỡng mộ vì tấm lòng của mình với những hoàn cảnh khó khăn." Tuấn Hưng tiết lộ cách CH quán bar 70-100 triệu đồng. Khi đến chúc mừng đàn em Lê Bảo Bình ra sản phẩm mới, giọng ca nắm lấy tay anh, không ngần ngại nói về cách C của mình.
Từ nhiều năm nay, bên sự nghiệp ca hát cá nhân, Tuấn Hưng còn rất nhiệt tình hỗ trợ cho những ca sĩ đàn em, trong đó có Khắc Việt, Vũ Duy Khánh, Yến Lê, Hạnh Sino, nhóm Oplet. Gần đây, anh giúp đỡ ca sĩ mới Lê Bảo Bình, sinh năm 1990, một giọng ca nổi lên trên mạng xã hội và đắt show hát ở quán bar club, thậm chí được khán giả miền Tây yêu thích. Trong ngày Bảo Bình ra mắt MV Người Phản Bội vào chiều ngày 3 tháng 1, cựu thành viên Quả Dư Hấu cho mượn quán Plau của anh để làm địa điểm gặp gỡ báo giới. Chia sẻ về mối quan hệ với Lê Bảo Bình, Tuấn Hưng cho biết, anh quen ca sĩ đàn em thông qua Khắc Việt. Khi tiếp xúc, anh nhận thấy ở đàn em có giọng hát cảm xúc, tính cách cũng dễ mến. Nếu Khắc Việt được đào tạo ở môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, thì tôi và Bình lại là giọng hát xuất phát từ trái tim. Khi nghe Bình cất giọng, tôi nhìn thấy một phần hình ảnh của mình trong thời kỳ đầu tiên bước chân vào con đường nghệ thuật. Nếu lật lại album đầu tiên của tôi, có lẽ tôi hát không mượt mà bằng Bình. Việc tôi giúp Bình hoàn toàn rất vô tư, thậm chí tôi nói em ấy tổ chức họp báo ở quán của tôi để tiết kiệm chi phí, Tuấn Hưng nói. Trước thắc mắc có sự ưu ái nào không, nếu Bảo Bình tham gia một cuộc thi âm nhạc mà Tuấn Hưng làm giám khảo, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời khẳng định, anh luôn đảm bảo tính công bằng, tôi sẽ coi Bình như những thí sinh khác. Nếu ai hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao, thì tôi sẽ hỗ trợ. Tôi không bao giờ ưu ái cho bất cứ một cá thể nào, bởi tôi tôn trọng khán giả và không chấp nhận sự sắp xếp. Do đó, nếu tôi có cơ hội làm giám khảo một cuộc thi nào đó, tôi vẫn là Tuấn Hưng của ngày xưa. Cũng trong buổi họp báo chiều qua, Tuấn Hưng đã thẳng thắn tiết lộ về cát xê của anh khi hát ở quán bar và lớp. Anh thường lấy cát xê dao động ở mức 70-100 triệu đồng. Tuấn Hưng bày tỏ, anh không ngại công khai cát xê, bởi anh luôn kê khai đầy đủ thu nhập cá nhân để đóng thuế. Cát xê của tôi không cao lắm so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Nguồn thu nhập chính của tôi chủ yếu là show ở quán bar, phòng trà, còn event tôi không hát nhiều lắm. Do đó thu nhập của tôi chỉ đủ ăn thôi, anh chia sẻ. Trong khi cát xê của Tuấn Hưng khoảng 70-100 triệu đồng, thì đàn em Lê Bảo Bình dù mới làm nghề được 1-2 năm, nhưng đã có giá cát xê quán bar 40 triệu đồng. Nam ca sĩ trẻ tự hào nói rằng nhờ vậy mà cuộc sống của anh tốt hơn và anh có tiền đầu tư quay các sản phẩm mới. Với khán giả bình dân, cái tên Lê Bảo Bình không phải quá xa lạ, bởi trong 2 năm gần đây, anh có rất nhiều MV hot trên YouTube như Yêu Vội Vàng, Hỏi Thăm Nhau, Kết Thúc Lâu Rồi. Riêng bản audio của ca khúc Người Phản Bội cũng thu hút hơn 30 triệu lượt nghe trên YouTube. Tuy nhiên, vì không PR rầm rộ nên tên tuổi của anh vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Lê Bảo Bình sinh năm 1990 tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, yêu thích ca hát từ năm 12 tuổi. Nhưng anh không có điều kiện để thi vào các trường lớp đào tạo chính thống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh tạm gác lại đam mê để mở cửa hàng điện thoại kinh doanh. Năm 2012, anh bắt đầu cover những ca khúc hot và phát hành online. Khi có tiền, anh đã mua ca khúc Xem Nhau Là Dĩ Vãng của Phan Mạnh Quỳnh để thể hiện. Năm 2015, nhờ việc chế lời những ca khúc có chủ đề về gia đình mà anh thu hút được số lượng lớn khán giả nghe trực tuyến. Từ đó anh tự học sáng tác và bắt đầu có những bài hát của riêng mình như Yêu Vội Vàng, Hỏi Thăm Nhau. Nếu nói về lý thuyết âm nhạc thì tôi không có sự cơ bản. Tôi hoàn toàn sáng tác dựa trên cảm xúc, từ việc nghĩ ra giai điệu, viết lời rồi phối nhạc. Năm 12 tuổi tôi đã biết chơi đàn organ và bây giờ vẫn sáng tác trên cây đàn ấy. Tôi không có ý định đi học chuyên sâu bởi tôi sợ mất đi cái chất của riêng mình, Lê Bảo Bình cho biết. Minh Hằng, Trấn Thành vào vai cặp đôi hoàn cảnh trong phim ngắn. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không dám thổ lộ, tạo ra nhiều tình huống hài hước chọc cười khán giả trong Yêu Là Quay Lưng. Trấn Thành và Minh Hằng vừa được mời vào vai cặp đôi hoàn cảnh trong phim ngắn Yêu Là Quay Lưng. Cả hai đều dành tình cảm cho nhau nhưng không ai dám nói. Trấn Thành là một anh chàng luôn tự tin vào nhan sắc đẹp bất thường của mình, nhưng từ khi gặp cô nàng xinh đẹp Minh Hằng, anh trở thành kẻ tự ti nhút nhát. Anh mua bánh tặng người tình trong mộng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt để trao cho nàng. Kết cuộc chiếc bánh thành bữa ngon cho chú cún cưng. Bất cứ khi nào gặp nàng bước qua, Trấn Thành đều quay lưng lại, giả bộ selfie, nhưng thực ra là lén chụp hình Minh Hằng. Phát hiện chàng ngốc cứ mãi selfie lén mình mà không chịu thổ lộ, Minh Hằng chụp lại cảnh anh chàng gặp rắc rối cho bỏ ghét. Một lần lấy hết can đảm, Trấn Thành quyết tỏ tình một cách bất ngờ sau lưng Minh Hằng. Anh gửi một tờ giấy cho phục vụ quán với dòng chữ quay lưng lại nhé, để đưa cho bé heo, còn bản thân đã sẵn sàng với tạo hình trái tim trên tay, chỉ đợi nàng quay lưng lại. Tuy nhiên kế hoạch thất bại, cô bạn phục vụ lại mang tờ giấy ấy đến bàn chị sếp khó tính.
Về phần Minh Hằng, dù cũng thích chàng đồng nghiệp, nhưng vì là con gái, cô chỉ có thể cố tình xuất hiện tại nơi có mặt Trấn Thành để anh chợp chợm, cố gắng phát tín hiệu cho đối phương biết, mạnh dạn tỏ tình. Sau nhiều lần thất bại, Hằng quyết định không để yên thêm nữa. Cô nhờ bạn thân làm tên cướp giật lấy điện thoại của Trấn Thành và tạo một màn mỹ nhân cứu anh hùng, hạ đo ván tên cướp giúp anh chàng lấy lại điện thoại. Minh Hằng phát hiện cả một bộ sưu tập ảnh của mình trong điện thoại Trấn Thành, còn anh chàng lại một lần nữa muốn lẩn trốn tình yêu của đời mình. Minh Hằng vừa buồn cười vừa tức tối, vì đến cuối cùng Trấn Thành cũng không dám nhìn thẳng mặt mình. Cô quyết định bật mí bản thân cũng chụp lén anh chàng và thổ lộ tâm tư thật trong lòng. Cuối cùng cả hai hạnh phúc nắm tay nhau khi đã hiểu tình cảm chân thành của đối phương. Cả hai trở thành một gia đình hạnh phúc. Clip mang đến thông điệp không quan trọng bạn yêu theo cách gì, mà quan trọng là bạn có dám can đảm đối diện với tình cảm của mình và nắm tay người thương đến suốt cuộc đời hay không. Bị đồn ly hôn đã lâu, nhưng giờ tim Trương Quỳnh Anh mới chính thức ra ở riêng. Những diễn biến mới nhất trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi hợp tan nhiều nhất showbiz. Câu chuyện vợ chồng nhà tiên Trương Quỳnh Anh dường như vẫn chưa có hồi kết. Trải qua biết bao ồn ào, hai nhân vật chính không một lần lên tiếng chính thức về mối quan hệ, dù cứ vài ngày lại rò rỉ thêm một bằng chứng về cuộc hôn nhân tan vỡ của họ. Thế nhưng ở những diễn biến mới nhất, nhiều khán giả tinh ý đã đưa ra phán đoán rằng rất có thể từ năm 2018, cặp đôi tai tiếng sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống riêng lẻ, không chung đụng với người còn lại. Bằng chứng chính là dòng status đáng nghi được Tim đăng lên trang cá nhân cách đây ít tiếng. Anh chất chứa tâm trạng, sáng nay ngủ dậy, thấy rõ sắp phải làm quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống mà gần 7 năm nay không quen với nó. Nhưng mình nghĩ rồi mình cũng sẽ vượt qua và quen với nó thôi. Công việc à đúng rồi, lao vào nó thôi thì sẽ hết ngày, hết giờ mà suy nghĩ mà buồn phiền, luôn cười vậy là ổn đúng không? Tim vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cuộc sống ly hôn. Trương Quỳnh Anh mang bầu năm 2012, tính đến nay cả hai đã chung sống với nhau được gần 7 năm và đó chính là điều mà Tim nhắc đến trong dòng status trên. Đêm qua Tim đăng một status buồn khác. Trương Quỳnh Anh cũng vật vã không kém. Thế nhưng, ngày hôm nay cả Tim lẫn Trương Quỳnh Anh đều đang có mặt tại Hà Nội cùng bé Susie. Nhiều khán giả không rõ cặp đôi liệu đang có chiêu trò gì hay không. Tim đặt mục tiêu trong năm 2018 nhưng không hề nhắc tới Trương Quỳnh Anh. Trong khoảnh khắc đón năm mới, Tim lại đi diễn ở Đồng Tháp, còn Trương Quỳnh Anh lại ở Vũng Tàu.